Hello, xin chào toàn thể quý nhá. Số điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm cho clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm máy dâm Soli siêu nhỏ có mã là DVR31 bạn nhé. Thì cái mẫu DVR31 này thì gọi là cái mẫu nhỏ nhất trên thị trường máy dâm bây giờ bạn nhé. Đó, thì đây là sản phẩm này. Sau đây mình sẽ vào sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm này cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đây là một bộ sản phẩm đầy đủ các bạn mua hàng chiếc máy dâm DVR31 này. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc máy dâm DVR31 này, hàng chính hãng Soli bạn nhé. Đó, thì trên thị trường bây giờ đang có rất là nhiều bên người ta bán các cái mẫu sản phẩm mà nhìn giống như cái mẫu DVR31 nhưng mà nhìn hình dáng nó giống như vậy nhưng mà không có chữ Soli nha. Thì các bạn cần phải lưu ý nhé, tất cả những bên người ta quảng cáo bán giá rất là rẻ thôi, 200-300 nghìn một cái thì đều là lừa đảo hết bạn nhé, các bạn cần phải lưu ý. Đó, và đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có, thứ nhất là sẽ gồm có một dây cắm tai nghe này. Thì khi các bạn dâm xong thì các bạn sẽ cắm tai nghe trực tiếp vào để nghe nhé. Còn là cách thứ hai thì các bạn sẽ cắm dây kết nối vào máy tính để nghe lại. Đây, dây cắm tai nghe này. Đó, và đây sẽ là một cái dây kết nối vào máy tính này, cũng như là dây cắm sạc luôn bạn nhé. Thì pin của chiếc máy dâm DVR31 này thì các bạn có thể sử dụng liên tục được khoảng tầm 20 tiếng mới pin. Và khi hết pin thì bạn sẽ cắm sạc pin khoảng 2 đến 3 tiếng là đầy pin bạn nhé. Và đây cũng là dây kết nối với máy tính luôn để giúp các bạn có thể là truyền tải dữ liệu cho một người khác cũng như là các bạn muốn copy dữ liệu ra. Đó là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết của nhà sản xuất bạn nhé. Thì ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này sẽ có chi tiết rồi. Đó, rất là chi tiết bạn nhé. Hướng dẫn sử dụng này. Đó, thì về các bạn chỉ cần là theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng này là có thể sử dụng ok bạn nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm máy game siêu nhỏ DVR31 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Tuvi Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Tuvi Đăng Phát thì đối với những bạn mà mua camera thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Còn bạn nào mà muốn định vị nghe nén thì bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc sim đã đăng ký sẵn mạng 3G 4G các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc máy dâm DVR31 này và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đây, hàng chính hãng Soli đây. Đó, on off đây sẽ là chúng bạn thể là bật mở dâm nhé. Đó, khi máy này sử dụng rất đơn giản thôi, nó có mỗi chữ on off đây các bạn nhé. Đó, các bạn gạt sang on sẽ là dâm, còn gạt vào off sẽ là kết thúc dâm. Đây sẽ là chân cắm tai nghe này, chân cắm sạc này, cũng là chân kết nối với máy tính luôn các bạn nhé. Đó, bộ nhớ 8GB, các bạn thể là dâm liên tục được khoảng 500 tiếng mới đầy được cái bộ nhớ này, rất là lâu. Đó, cộng trừ đây sẽ là cho các bạn là tăng giảm mà các bạn muốn chuyển file âm nhé. Nếu các bạn đang ở file 2 mà các bạn muốn chuyển sang file 3 thì các bạn chọn dấu cộng. Mà từ xa file 2 xuống file 1 thì các bạn chọn dấu trừ nhé. Đây sẽ là cái lộ báo đèn các bạn nhé. Này. Đó, thì để sử dụng cái máy âm này thì các bạn sẽ gạt sang on nhé. Đó, gạt sang on thì thiết bị sẽ sáng cái đèn bên dưới này. Đó, sau đó bạn sẽ đợi một chút thì cái đèn đỏ sẽ chớp chớp 3 lần tắt đi. Đó, như này là thiết bị đang bắt đầu âm một file đầu tiên các bạn nhé. Đó, thì cái máy dâm này thì những cái bác mà làm nhà báo cũng như là làm phóng viên hoặc là những cái bạn mà giao dịch bất động sản nhưng với số tiền nó lớn á mà không có giấy tờ gì cả thì mua tham khảo cái mẫu DVR31 này, các bạn gắn vào trong túi quần cũng như gắn vào trong túi áo, cặp sách, ba lô để có thể ghi âm cuộc nói chuyện rất là tiện nhé. Đó, mẫu này thì cực kỳ là tiện lợi luôn bởi vì nó rất là nhỏ gọn, kích thước của nó chỉ to bằng ngón tay út của mình thôi bạn nhé. Đó, rất là nhỏ gọn luôn. Đó, và ghi âm của cái máy này thì nó cũng rất là nét bạn nhé. Tí mình sẽ cắm trực tiếp vào máy tính và test cho mọi người cái chất lượng ghi âm nhé. Đó, tiếp theo thì bây các bạn muốn kết thúc cái file ghi âm này thì các bạn sẽ gạt về off rồi. Đó, khi mà các bạn gạt về off thì thiết bị sẽ sáng cái đèn màu đỏ bên dưới này là thiết bị đã lưu được một file ghi âm rồi. Tiếp theo thì các bạn muốn ghi âm một file tiếp theo nữa thì bạn sẽ gạt sang on nhé. Này, gạt sang on thì các bạn sẽ thấy bên dưới này đèn đỏ thì sẽ chớp chớp 3 lần tắt đi. Đó, như này thiết bị đang bắt đầu ghi âm một file tiếp theo là file âm thứ hai của nhé. Đó, thì cái máy âm DVR31 này là hàng cao cấp nhé, hàng chính hãng Soli. Đó, dùng rất là bền và nó có cả cái chế độ lọc âm là 4.1. Là khi mà các bạn gắn cái thiết bị ghi âm này ở một nơi có tiếng người nói chuyện kèm theo tiếng nhạc, những cái tiếng sột soạt, tiếng ồn. Thì những cái tiếng ồn đó khi mà các bạn phát vào tính hoặc cũng như các bạn cắm vào tai nghe thì cái tiếng ồn nó sẽ bị át đi bạn nhé. Và thiết bị này chỉ nghe thì tiếng người nói chuyện thôi. Đó gọi là cái chế độ lọc âm bạn nhé. Và cái chế độ lọc âm này thì chỉ những hàng cao cấp mới có thôi bạn nhé. Bây các bạn muốn kết thúc cái file game này thì các bạn sẽ gạt về off rồi. Gạt về off thì thiết bị sẽ sáng cái đèn đỏ như này là thiết bị đã lưu được hai file game rồi.
Tiếp theo thì bạn nào muốn nghe lại hai cái file game này thì cách thứ nhất thì bạn sẽ cắm tai nghe vào nghe nhé. Đó. Cắm tai nghe vào như này. Đó. Khi bạn cắm tai nghe vào như này thì thiết bị sẽ chưa phát ra đâu. Đó. Các bạn sẽ cần phải gạt sang on nhé. Đây. Gạt sang on như này. Đó là thiết bị sẽ phát file game đây. Đó, sẽ chớp chớp đèn như này là đang phát file game bạn nhé. Đó, các bạn muốn kết thúc, các bạn muốn nghe bằng máy tính thì bạn sẽ ấn off này. Sau đó bạn sẽ cắm vào máy tính thôi. Đó. À, mình sẽ cắm vào máy tính và sẽ test cho mọi người trực tiếp ở trên máy tính luôn. Đây, mình sẽ quay cao cái màn máy tính cho bạn xem. Đó, đây là kênh YouTube chính của mình bạn nhé. Đó, kênh camera quay lén A Huy này. Thì trong kênh YouTube này của mình có đăng rất là nhiều mẫu sản phẩm từ camera cũng như là định vị nghe lén lên. Thì các bạn có thể truy cập vào trong kênh YouTube này của mình. Các bạn tham khảo những cái mẫu sản phẩm ở trong này. Đó, rất là nhiều mẫu bạn nhé. Còn sau đây mình sẽ test cho mọi người hai cái file game rồi. Đó, bảo máy computer đây. Đó, bảo UE nhé. Đi code này. Đây sẽ là hai cái file game rồi nhé. Tốt thì cái đèn đỏ sẽ chớp chớp 3 lần tắt đi. Đó, như này là thiết bị đang bắt đầu game một file đầu tiên bạn nhé. Đó, thì cái máy game này thì những cái bác mà làm nhà báo cũng như là làm phóng viên, còn là những cái bạn mà giao dịch bất động sản những cái số tiền nó lớn á mà không có giấy tờ gì cả thì mua tham khảo cái mẫu DVR31 này, các bạn gắn vào trong túi quần cũng như gắn vào trong túi áo, cặp sách, ba lô để có thể game cổ nói chuyện rất là tiện nhé. Đó, mẫu này thì cực kỳ là tiện lợi luôn bởi vì nó rất là nhỏ gọn, kích thước của nó thì to bằng ngón tay út của mình thôi bạn nhé. Rất là nhỏ gọn luôn, chất lượng game rất là ok bạn nhé. Và ghi âm của cái máy này thì nó cũng rất là nét bạn nhé. Thì mình sẽ cắm trực tiếp vào máy tính và test cho mọi người cái chất lượng ghi âm nhé. Tiếp theo thì bây các bạn muốn kết thúc cái file ghi âm này thì bạn sẽ gặp lại off rồi. Đó, đây là file game đầu tiên bạn nhé. Tiếp theo đây sẽ là file game thứ hai này. Đèn đỏ sẽ chớp chớp 3 lần tắt đi. Đó, như này thiết bị đang bắt đầu game một file tiếp theo là file game thứ hai bạn nhé. Đó, thì cái máy game DVR31 này là hàng cao cấp nhé, hàng chính hãng Sony. Đó, dùng rất là bền. Và nó có cả cái chế độ lọc âm là 4.1. Là khi mà các bạn gắn cái thiết bị game này ở một nơi có tiếng người nói chuyện kèm theo tiếng nhạc, những cái tiếng sột soạt, tiếng ồn, thì những cái tiếng ồn đó khi mà các bạn phát vào tính hoặc cũng như các bạn cắm vào tai nghe thì cái tiếng ồn nó sẽ bị át đi mọi nhé. Và thiết bị này chỉ nghe thì tiếng người nói chuyện thôi. Đó gọi là cái chế độ lọc âm mọi nhé. Và cái chế độ lọc âm này thì chỉ những hàng cao cấp mới có thôi bạn nhé. Đây, các bạn muốn kết thúc cái file game này thì các bạn sẽ gạt về off rồi. Đó, đây là hai cái file game mà rồi mình test cho các bạn nhé. Đó, các bạn muốn xóa tất cả những cái file game này đi thì bạn sẽ bôi đen vào, kích chuột phải, chọn Delete, chọn Yes là sẽ xóa tất cả những file game đi các bạn nhé. Đây, mình sẽ quay thấp cái màn hình xuống này. Đó, thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc máy game siêu nhỏ hàng chính hãng Sony, mã là DVR31. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm máy game siêu nhỏ này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, cái bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.